khi mà mình làm nó, mình tìm cách nào để mà làm cho nó thuận tiện nhất đó. Ở dưới anh Bảy có cho cơm à, tính qua sinh ngày mai mà bữa nay ảnh có cơm sẵn luôn thì ảnh cho luôn rồi cũng lấy luôn, lấy để đem đi cho anh ta. Bàn chân quen quá thảm lá me vàng lại bước qua như thế. Bữa nay xuống xin cơm của anh Bảy lấy cơm 50 hộp. Này là cơm hộp anh cho anh Bảy anh cho. Là ngày 14 ta. Nhưng mà mình quên dặn cơm. Tính chạy xuống là dặn cơm cho ngày. Nhưng mà ở quán anh Bảy anh nói nấu sẵn rồi lấy luôn đi. Thì mình cũng lấy luôn. Bữa nay đi hơi trễ nhưng mà mình cũng lấy đi phát. Khi mà mình làm nó, mình tìm cách nào để mà làm cho nó thuận tiện nhất đó. Lấy bên đó kìa. Cái này người ta cột thun luôn mà, cột thun muỗng gì luôn mà mình khỏi. Mình chỉ thêm xúc xích thôi.
bữa nay là cho lớn nhỏ gì cũng cho hết. Tại ngày thường ngày thường thì lớn nhỏ gì mình cũng cho hết. Cái đó ấy có thịt chưa Tân? Có. Sống ấy kéo ăn miên đây miên tập bài vô bài ấy rồi ăn leo cho na ấy tờ riêng nào nè chụp ai leo muối nè bà này nhung nhung mới tiết tên ná rồi tiết tên ná gì ơi gì nó ăn vô ấy chứ nè mai hả ơi dê nó dê vô bài ạ à.
cá hình chân.